chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lương Cà Phê. Thì phía bên cạnh tôi thì đây là một người đồng hành với tôi trong các clip vừa qua. Thì hôm nay chúng tôi làm clip này để có thể là bàn luận về vấn đề là uống cà phê có tốt cho tim mạch hay không. Thì theo Huy thì khi mà uống cà phê thì sẽ có lợi hay là có hại cho cái tim mạch của chúng ta ha? Theo mình đó thì cà phê nó cũng vừa có lợi vừa có hại. Thì cái hại á thì sẽ là cái hại trước nha. Cái hại thì sẽ gây cho vấn đề mà tim á, trường hợp mà mình mà bị suy tim ấy hay mình có triệu chứng có những có tiền sử bệnh về tim thì uống nhiều cà phê sẽ không tốt. Tức là cái khi mà ai mà mắc cái bệnh lý liên quan tim tim mạch hoặc là tim bẩm sinh này kia thì khi mà uống cà phê sẽ không có lợi. Khi uống nhiều cà phê thì sẽ không có lợi. Khi uống nhiều đúng không? Vậy còn theo Huy thì là cái có lợi thì nó sẽ là bao gồm những cái gì? Thì nếu mà trường hợp mà uống cà phê mà có lợi và có lợi của cà phê, của lợi ích của cà phê đối với cơ thể thì nó sẽ một là sẽ giảm được cái nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Trường hợp mà cái thứ hai là sẽ giảm được cái nguy cơ về sỏi thận nè. Rồi nó sẽ tăng cho mình khả năng nhận thức hơn và làm cho cái hoạt động của cơ thể mình nó được dẻo dai hơn. Tức là khi mà chúng ta uống cà phê thì sẽ làm tăng trí nhớ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình phải uống một cách có khoa học chứ mình không nên uống nhiều quá. Uống nhiều quá cũng không, mà nói chung là cũng ảnh hưởng không tốt cho tới sức khỏe. Vậy thì nếu mà theo quan điểm của riêng Huy ấy, thì Huy đánh giá là khi mà chúng ta uống cà phê ấy, thì nó có lợi hay có hại? Theo quan điểm của mình á, thì trường hợp mình uống phải có một liều lượng vừa phải thôi. Mình không được không lệ thuộc vào nó quá, không phải uống nhiều quá thì nó uống cách có khoa học thì nó sẽ có lợi cho sức khỏe của mình, nhất là vấn đề về tim mạch. Tức là nói chung là khi mà chúng ta uống bất cứ cái gì, cà phê hay là bất cứ đồ uống đúng là rồi. Cái gì thì cái gì quá cũng không tốt đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái gì là vừa phải, đủ là được đúng không? Nên thực ra là như mà theo cái quan điểm Hùng á thì cũng như là rất nhiều những cái cuộc nghiên cứu á thì đang có cái ý kiến trái chiều cũng như là Huy vừa nói á. Thì là có những cái cuộc nghiên cứu thì cho rằng cái cà phê sẽ làm tăng nhịp tim cũng như là tăng nguy cơ mà tăng áp lực lên cái mạch máu. Bởi vì khi mà uống nhiều cà phê sẽ làm cái, bởi vì trong cà phê có cái caffeine làm sẽ làm cái tim đập nhanh hơn. Còn nhiều người thì lại cho rằng thì là trong cái cà phê có oxy, có cái chất oxy chất hóa, sẽ làm cơ thể chúng ta dẻo dai hơn cũng như là sẽ giảm mức độ mà chúng ta mắc bệnh ung thư, cũng như là chất oxy hóa đấy giúp làm giảm nguy cơ đông cứng cái động mạch. Thì thực ra là cũng như là Huy vừa nói thì thực ra là cái gì mà chúng ta sử dụng đủ là tốt, còn nếu quá cũng không tốt đúng không? Nên cái cuộc tranh cãi giữa cà phê có tốt hay là không tốt cho tim mạch thì thực ra thì chúng ta cũng chưa có một cái cơ quan nào hay là có một cái cuộc thí nghiệm nào để chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái loại thức uống nào, kể cả cà phê, thì chúng ta uống một cái mức độ vừa phải sẽ tốt cho cơ thể, còn nếu chúng ta quá thì sẽ gây hại. Cảm ơn Huy cũng như cảm ơn mọi người đã coi hết clip này. Nếu mọi người thấy hay thì cứ vui lòng cho một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Lương Cà Phê và theo dõi Lương Cà Phê trong những chương trình lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.